Alo, xin chào anh em. Hôm nay mình quay cho anh em một cái máy 6 Doosan. 6 Doosan máy xe nha anh em. Máy xe mới vừa sơn lại, làm mới lại hết hoàn toàn. Mới ráp bình nước ngọt rồi vô anh em. Thì máy xe thì họ chạy bằng cơ cấu làm mát bằng cánh quạt. Đây vừa ráp, mới ráp bình nước ngọt vô này, quay cho anh em thấy. Đây. Cái nắp của đầu nước ngọt nó còn xén gió luôn nè nè. Đấy. Sáu Doosan. Turbo này anh em. Turbo. Cục đờ. Dàn chân máy. Đây, bô ly rồi vô bài bản luôn. Quay máy 6 Doosan nha anh em xem nha anh em. Đây, quay dòng ra sau phía khu vực hộp số cho anh em xem. Lọc nhớt. Hai bầu lọc dầu. Cái cục sạc này nè. Cục sạc bình đó. Đặc biệt cái dòng máy Doosan và Doowoo anh em, thì cái cục sạc này nó rất là bự. Mình thấy cục sạc Doowoo mình muốn thấy ớn lạnh, vừa nay thấy cục sạc của Doosan càng ớn nữa. Sạc Doowoo thì nó ớm hơn này chút nhưng mà nó dài hơn. Cục này nó bầu, nó tròn hơn. Cái dòng Doosan như Doowoo hầu như là nó xài chung đồ nha anh em. Cùng hãng của máy Hàn Quốc luôn. Máy này trong bãi về rồi làm mới lại, dọn mới lại rồi từ máy xe chuyển qua dòng máy thủy, ráp bầu nước ngọt rồi vô, ráp dàn chân rồi vô. Này cái bình tắc cơ của cái bình linh đó, thì của cái dòng máy xe anh em thì nó rất là mỏng, đặc biệt cái dòng máy thủy thì nó chịu lực toàn phần của cái máy. Riêng cái dòng máy xe thì không có chuyện đó nha. Máy xe cái bình này rất là mỏng. Đây là chủ ghe họ còn dùng lắc tít nè. Mình quay lại gần dùng lắc tít đó. Họ lắc tít cái bồn đây nè nè. Chứ không là nó lủng cái bồn này là khổ trăm bờ nha. Dàn dầu à. Dàn dầu của máy Doosan nè nè. Cái dòng máy Doosan như dòng máy Doowoo là nó thuộc cái dòng máy xe tua nhanh nha anh em. Chạy đẻ lắm, chạy đẻ, chạy sướng lắm. Nhưng mà đồ nó rất là mỏng manh nha anh em. Đồ nó đồ xe nhưng mà cái dòng Doosan Doowoo của Hàn Quốc là đồ nó rất là mỏng. Mỏng manh lắm, cầm mấy cái xi lanh của nó là nhìn
mỏng nhìn như bánh tráng vậy á. Như bánh tráng mà bánh trắng dày vậy. Sáu đô san Hàn Quốc. Nèm xong cái phun đỏ hết luôn. Bầu nhớt, bầu linh gì phun đỏ hết từ hoàn toàn luôn.